Em tên là gì nhỉ? Tên là Trang. À, em nhà ở đâu nhỉ? Em ở thị trấn. Em thị... anh chưa biết thị trấn gì em? Trấn Yên Thế. À, thị trấn Yên Thế của huyện Lục Yên. Tỉnh. Em đang học nhỉ? Vâng. Chào tất cả mọi người, em tên là Trang, em chưa 18. Cô nói quen thuộc ở kênh nào thế? Em chưa 18 nha. Thế em đang học 12 nhỉ? 11 ạ. À, thế Trang có người yêu chưa nhỉ? Em chưa. À, em đang sợ ế đây nè. em đang sợ cuối năm cưới này. À, đấy, em đang sợ ế đây này. Ấy như thế nào chứ lại bảo ăn cơm nhà anh. Anh phải mời đồng hoàng. Thật, anh phải mời. Mời đồng hoàng bảo, ăn cơm nhà anh. Mình con gái có giá anh nhỉ? Đúng rồi, anh em mình đến đây phải mời anh phải em mình phải mời đàng hoàng. Ví dụ như khách đến nhà phải mời vào nhà uống nước chứ khác, đầu tiên đã. Xong rồi bắt đầu là nói cái gì nói sau. Đúng rồi, đây mình đây đang ở đâu em nhỉ? Đang ở Minh Tiến ạ. À, em chỉ đang quay ấy. Không, đây đang ở bờ hồ, hồ Thác Bà nhỉ? Đây là toàn cảnh hồ Thác Bà và đây là con thuyền em Trang chở mình đi chơi đây. Chào em nhé. Chào anh ạ. Hôm nay anh em mình cùng nhau đến nơi hồ Thác Bà này. Em cảm nhận về hồ Thác Bà như nào em? Rất là đẹp anh ạ. Rất là đẹp nhỉ. Hôm nay anh em mình cùng nhau tới. Anh cũng lần đầu tiên tới đây. Vâng, em lần đầu tiên. Thế tí anh em mình cùng nhau đảo ra kia chơi nhỉ? Vâng. Em có biết bơi không nhỉ? Em biết bơi anh ạ. À, thế thôi anh là người biết bơi, có gì ngã xuống anh sẽ bơi. Năm nay là học 11 thì là 2K3. Đang học ở trường cấp 3 Lục Yên này. Thế nên là ra đây em quen năm lâu chưa? Đây là mẫu của kênh về miền Tây Bắc. Nói chung là em thân, nói chung là mặt em xuất hiện nhiều kênh lắm. À, kênh gái bản này. Có. Kênh Zubathan này. Có. Kênh gì nữa nhỉ? Kênh Khánh Tình. Khánh Tình này. Kênh mấy kênh nữa nhỉ em nhỉ? À, chứng tỏ em là người nổi tiếng rồi gì nữa. Nhìn trai mặt rồi. Đây là cùng em gái ra lên bờ hồ để ngắm cảnh nhá mọi người nhá. À, lần đầu tiên ra đây. Em tên là gì nhỉ? À, em tên là Hoàng Mai Đình ạ. Hoàng gì ạ? Hoàng Mai Đình ạ. Mai Đình, em quay mặt đây nè. Em tên là Hoàng Mai Đình ạ? Vâng ạ. Em học lớp mấy nhỉ? Em năm nay 12 ạ. À, học 12 ạ? Vâng. À, thế là học em học ở ngoài kia ạ? Em học ở Hoàng Văn Thụ, trường cho phổ thông Hoàng Văn Thụ. À, ngoài Lục Yên thì. Vâng. À, em người ngoài đấy à? Em là người ở Minh Xuân. Minh Xuân à? Vâng. À, thế là mình gần đây thôi nhỉ? Cũng gần đây. Thế em là người dân tộc Tày à? Em là dân tộc Tày. Kinh Đầu á? À? Vâng, biết Kinh Đầu. À, Kinh Đầu. Vâng. Cái yêu nọ à? Hay trai yêu nọ? Cái yêu nọ. Cái yêu nọ. Vâng. Ở Tày nó có rất là nhiều. Lăng thong tham, nâng thong tham thí hả, sốc bé cầu á. Ôi cái yêu lọng. Dạ, lọng có yêu cá không nhỉ? Lọng ai rất yêu cá. À, thế là em người Tày ấy, đây là em nhà gần đây thôi nhỉ? Vâng. À, thế là ra đây chơi, em ra đây nhiều lần nào chưa? Em đây là lần đầu tiên em đến đây. À, anh cũng là người lần đầu tiên đến đây. Và mọi lần hình như là họ bảo là nước ít rút ít hơn thì sao nhỉ? Vâng. Nước này là mùa nước rút. À, thế vẫn còn dâng nữa. Bên kia là làng gì em có biết không? Em rất là em không biết. Anh cảm ơn em nhé. View này đẹp. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Hoàng Như Quỳnh ạ. À, Hoàng Như Quỳnh ạ. Em đến từ đâu nhỉ? Em đến từ đất Ngọc Lục Yên ạ. À, đất đá mình đấy nhỉ? Đúng rồi. Em đang học hay đang này? Em đang đi học thôi. Em năm nay em đang học 12. Đang học 12 à? Vâng. Em dân tộc Tày à? Em dân tộc Tày. À. Nhưng mà thời buổi bây giờ con gái hay nhìn bọn em là nó hiện đại một chút rồi, nhưng mà nó vẫn có nét dân tộc. Em bị
Em biết nói tiếng Tài không? Em á? Em biết nhưng mà từ từ em phải nói với người già thôi. Chứ còn từ trẻ như này thì em không hay, kiểu họ không nói tiếng dân tộc với mình ấy. Thế là mình cũng không nói với họ. Cái nọ không nhỉ? Nhà em nhỉ? Phải không? Phải cái nọ không? Em. Cái nọ hay chảy nọ? Chuyên đi quay cùng về miền Tây Bắc nhỉ? Dạ vâng. Đấy là chuyên những món ăn ẩm thực ấy nhỉ? Dạ. Chuyên những cảnh đẹp và những thức ăn của về miền Tây Bắc chế biến à? Toàn là tay em chế biến là chủ yếu nhỉ? Dạ. Nhưng mà cũng phải có người phụ nữa, một mình em cũng không làm hết. Em với My à? Vâng. Hai người nổi tiếng của kênh về miền Tây Bắc. Và nổi tiếng của Lục Yên mình luôn nhỉ? Dạ em làm gì mà chưa được nổi tiếng tại Lục Yên mình đâu. Chỉ ít, vẫn có người biết nhưng mà chỉ ít người biết đến thôi. Chắc là trong lớp em biết hết rồi nhỉ? Thì trong lớp em họ tán trêu thôi chứ còn... Em My nào cũng học cùng em à? Dạ My học dưới em lớp. Anh biết từ đợt kênh của về miền Tây Bắc lâu rồi. Thôi anh em mình đi về nhỉ? Nước lên nó còn lên cao nữa. Lên cao nữa à? Chứ anh tưởng là bây giờ là lên rồi chứ. Lên này nó chỉ mới đầu lên là thôi, lúc nó còn lên tận trên như kìa. Lên tận trên cao đấy. My nó hay đi diễn cùng ấy nhờ. Em hôm em có vào lễ hội khai trung không? Hôm đấy em bận em không đi được. Nên là gió mát thổi như thế này.